ở cùng anh em. Chúa ở cùng ông. Chúa ban phước cho ông. Có vẻ nạn đói của Israel đã kết thúc rồi, Nathan. Không phải nhà nào cũng bình phục đâu ông Bo-ô. Nhiều người đã đến ruộng chúng ta mót lúa năm nay. Chúa đã ban cho nhiều hơn những gì chúng ta cần, nên chia sẻ ơn phước đó cho những người lân cận. Vâng, còn lúa mì cũng đã gần chín, tôi sẽ nhanh chóng gọi người tới thu hoạch. Nathan, cô gái trẻ kia là con của ai thế? À, cô ấy là thiếu phụ người Moab trở về cùng bà Naomi. Hình như tên là Ruter. Vậy đó là Ruter. Nathan, cứ để cho nàng móc lúa giữa các bó lúa, rút thêm vài zé trong bó lúa bỏ rớt cho nàng móc, chứ đừng trách móc nàng, và đừng để những người nam khác làm phiền nàng. Nhưng có hàng tá người nghèo khác ngoài kia, cô quá phụ này thì có gì đặc biệt? Cứ nghe lời ta đi, và đừng gây khó khăn cho nàng nữa. Cuộc sống của nàng ấy đã đủ khó khăn rồi. Để coi, đồ lặn có, kem chống nắng có, vớ sạch, ít nhất hai đôi đã có hết. Dự báo thời tiết nói mùa này khá nóng, xanh này hay xanh này đó. Lấy cả hai luôn. Là bạn của cậu đó. Cậu làm hư vali rồi kìa. Làm mình đi nè. Tụi mình tưởng là bà ăn bình của chén. Là bà ở dưới nhà hả? Ừ, tin mình đi, bà rất là kỳ cục. Đúng, bà luôn nói mình là cái tủ lạnh. À, đúng là kỳ thiệt ha. Mình vừa mới tìm ra một cách để giữ cho tất cả chúng ta mát mẻ khi đi cắm trại cuối tuần này. Hãy thử một cây kem tuyết ngon lành với 73 hương vị khác nhau sẵn sàng phục vụ. Và hãy nhìn mình có thể làm gì khi xoay tốc độ cao. Ở tốc độ cao, ở tốc độ cao, ở tốc độ cao. Cầu thang, có chừng cầu thang. Chuyện gì vậy? Nè Quang Chiến, sao cái tủ lạnh của cháu cứ đuổi theo bà hoài vậy hả? Cháu không phải là một cái tủ lạnh. Cháu xin lỗi bà An Bình, chỉ là một tai nạn. Gizmo sẽ không làm hại bà đâu. Lại đây nào, ngoan. Ngoan, hẹn gặp cháu cuối tuần này nha Quang Chiến. Và để cái máy làm đá đó ở nhà. Mẹ, bà nói vậy là sao hả? À, bà muốn sơn sửa lại sân và một vài chỗ. Bà cần một cậu bé mạnh mẽ như con giúp. Mẹ, nhưng con đi cắm trại với gia đình của Giang mà. Là cuối tuần này sao? Ôi, xin lỗi Chiến, mẹ quên mất. Mẹ, mẹ đã hứa với bà là con sẽ tới hả? Hay là mẹ giúp bà giùm con được không? Mẹ xin lỗi con Chiến, lần này là do mẹ nhầm lẫn lịch của con. Ba mẹ sẽ không ép buộc con. Sự lựa chọn là ở con. Không đời nào mình dành cuối tuần để làm công việc lao động nặng nhọc cho bà của mình đâu. Quyển sách thần kỳ. Mình đã lãng phí nửa ngày để nghiền đá cho món kẹp tuyết của cậu. Ta sẽ đưa các con đến gặp một người phụ nữ đã từ bỏ mọi thứ để bày tỏ lòng tử tế với gia đình nàng. Nhanh, nấp đi. Giz, cậu đọc xem lần này chúng ta đang ở đâu. Theo máy cảm biến địa lý của mình, chúng ta đã đến ngay bên ngoài Bethlehem vào thế kỷ 12 trước công nguyên. Nathan, ta đang tìm người thiếu phụ Moab, Ruter. Sao không thấy nàng ở cùng những người mót lúa? Để tôi hỏi thăm giúp ông. Giz, ông ấy đang nói về những người mót lúa nào vậy? Máy quét thông tin của mình cho biết, người mót lúa là những người nghèo.
chuyên thu gom các hạt lúa còn sót lại từ cánh đồng sau khi chủ đất thu hoạch xong. Thu gom hả? Với mình nghe có vẻ giống như là ăn cắp vậy. Chiến, nhỏ tiếng thôi. Cũng được, nhưng mình nghĩ chúng ta nên đi thật nhanh khỏi chỗ này. Bây giờ là kỳ nghỉ hè đúng không? Và mình không muốn dành thời gian để móc lúa hay bất kỳ thứ gì với những người nghèo này hết. Chiến. Cháu không, thật ra cháu không có ý đâu. Chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi đều đang làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Cô là Router. Đến đây, móc lúa cùng cô nào. Router, cô ấy là người mà ông chủ kia đang tìm. Thấy chưa, mình đã nói mà, ông chủ kia chắc chắn đang tức giận cô ấy vì đã ăn cắp lúa đó. Cậu cứ chờ mà xem. Tại sao cô phải làm việc này ạ? Vì bà Naomi. Bà Naomi là ai ạ? Bà Naomi có hai con trai. Cô cưới một người, còn Otpa kết hôn với người kia. Sau đó cả hai người đều qua đời, vì chồng của bà Naomi cũng đã mất nhiều năm trước. Giờ không còn ai chăm sóc bà, nên bà Naomi quyết định trở về quê hương mình ở Bethlehem. Cô và chị dâu cô muốn đi cùng nhưng bà Naomi can ngăn. Các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình an nơi nhà chồng mới. Chị dâu cô trở về quê nhà, còn cô ở lại với bà Naomi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Con sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Khi cô kết hôn với con trai bà Naomi, bà đã trở thành gia đình của cô. Bất kể bà đi đâu, cô sẽ đi theo đó. Cô nói rất đúng đó. Gia đình thì phải chăm sóc lẫn nhau chứ. Ông chủ đó tìm thấy cô Router rồi kìa. Ông ấy sẽ nghĩ rằng chúng ta đang giúp cô ấy ăn cắp lúa đó. Thưa ngài, khi con đi móc lúa, chớ đi móc trong những ruộng khác. Hãy xem các tớ gái ta đặt ruộng nào thì theo sau họ. Và lúc nào con khát, hãy tự nhiên đến uống nước đã chứa sẵn trong các chum. Sao con được ơn trước mặt ông khiến ông quan tâm đến con, vốn là một người ngoại quốc? Phải, ta biết. Người ta còn thuật cho ta nghe mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi chồng con qua đời, và việc con lìa cha mẹ quê hương mình để đi đến một dân tộc mà con không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va, Chúa của Israel báo đáp điều con đã làm. Cảm ơn ông đã an ủi và dùng lời tử tế dành cho con. Bây giờ là giờ ăn trưa, nên hãy tự nhiên lấy thức ăn nha. Người chủ ruộng nơi con làm việc hôm nay tên là Bo-ô. Bo-ô, người đó là một trong những người bà con của chúng ta. Ông ấy đã chăm sóc chúng con cả ngày. Ông ấy rất tốt, tử tế và hào phóng nữa. Hào phóng hả? Nếu ông ta hào phóng thì sẽ cho chúng ta thức ăn đem về nhà, chứ không phải là nguyên liệu. Trước khi con về, ông còn dặn con rằng hãy ở với các đầy tớ ta cho đến khi hết mùa gặt. Tốt quá, hãy làm theo lời ông ta đi con gái. Con sẽ được an toàn. Chúa có kế hoạch cho tương lai của Router. Ở đây nóng vậy sao mà làm việc nổi chứ. Miệng của cậu cũng thoát ra khí nóng đó thôi, không giúp được gì hết. Vậy mọi người có muốn giải nhiệt bằng một cây kem tuyết ngon lành nổi tiếng của mình không? Đây rồi. Cậu làm gì ở đây với phụ nữ vậy hả? Mau xuống đây. Chú làm gì vậy? Kích thước phù hợp đó, đi thôi. Kích thước phù hợp để làm gì? Nè, bỏ cháu xuống. Có hai người kèm cặp, cuối cùng thì cậu ấy cũng phải làm việc rồi. Mình sẽ để mắt đến cậu ấy. Giang à, cảm ơn vì đã giúp cô. Dạ không có gì ạ. Cô và bà Naomi đã rất tốt khi cho tụi cháu ở nhờ. Đổi lại giúp móc lúa là điều ít nhất mà tụi cháu có thể làm. Làm cho mình thêm một cây kem tuyết nữa. Cảm ơn. Cố cậu đây. À, cảm ơn. Nè,
đây là việc mà cậu làm nãy giờ đó hả Chiến? Tận hưởng niềm vui cưỡi trên cái Ván tốt. Nó là một công cụ thu hoạch cổ xưa, được sử dụng để tách hạt khỏi vỏ. Bình tĩnh đi Giang, mình chỉ đang làm việc người ta giao cho mình thôi. Làm việc bằng cách nằm chơi như vậy đó hả? Nè Giang, đừng nấu. Cậu có muốn ăn một cây kem tuyết Gizmo không? Cậu không hiểu gì cả đúng không Chiến? Hiểu cái gì nhỉ? Hiểu cô Router làm việc chăm chỉ như thế nào, cô ấy cam kết với gia đình như thế nào, cô ấy đã từ bỏ mọi thứ khi đến đây để bà Naomi không cô đơn. Họ đối xử tốt với chúng ta và cậu không giúp đỡ dù là việc nhỏ nhất. Nữa rồi. Giống như cách cậu cư xử với bà An Bình vậy. Quan Chiến luôn luôn phải được ưu tiên. Nhiều lúc cậu ích kỷ thật đó Chiến. Gizmo, bộ mình ích kỷ lắm hả? Chúng ta chia sẻ kem tuyết cho cậu ấy mà. Đúng, và hãy nhìn cách cậu ấy trả ơn kìa. Giang à, mình đâu có ích kỷ đâu. Phải không? Ngày mai là ngày cuối cùng của vụ thu hoạch rồi. Dạ đúng vậy. Và ông Bo-o thật sự rất tử tế khi đã cho phép cô mót lúa suốt mùa gặt này. Router, tới lúc mẹ phải lo cho con một chỗ an thân và người chồng để con được hạnh phúc. Người chồng hả? Người chồng hả? Người chồng hả? Tối nay Bo-o chắc chắn sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. Vậy hãy làm như mẹ nói. Con hãy tắm rửa, xức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất, rồi đi xuống sân đập lúa. Nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn xong. Ông ấy sẽ ngủ trên đống lúa mạch để bảo vệ vụ mùa. Hãy để ý xem ông ấy nằm nơi nào, rồi đến và dỡ mền dưới chân ông. Nằm xuống và Bo-o sẽ chỉ cho con nên làm gì. Đã tìm thấy ông Bo-o rồi. Ừ, mình cũng đã tìm được địa điểm hoàn hảo để chợp mắt đêm nay rồi. Đánh thức mình nếu có điều gì thú vị xảy ra. Cô là ai? Con là Router, tớ gái của ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái của ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con. Cô ấy đang làm gì vậy? Router đang tuân theo một phong tục cổ xưa của người Israel. Khi một người đàn ông muốn kết hôn với một người phụ nữ, anh ta lấy mền che lên người cô để nhận cô ấy làm cô dâu. Nghĩa là cô ấy đang cầu hôn ông ấy. Có vẻ là như vậy. Chúa ban phước cho con. Việc hiếu nghĩa của con làm lần này còn lớn hơn lần trước, vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ dù giàu hay nghèo. Đúng thật ta là người bà con có quyền chuộc sản nghiệp con lại và chăm sóc con. Nhưng có một người bà con khác còn gần với gia đình con hơn ta. Hãy ở lại đây đêm nay. Sáng mai ta sẽ hỏi ông ấy liệu có sẵn sàng chăm lo cho con hay không. Hả? Ông ấy sẽ không kết hôn với cổ hả? Nhưng ông ấy nói sẽ chăm sóc cô ấy mà. Nếu ông không muốn thì ta xin hứa trước Chúa hằng sống sẽ chuộc sản nghiệp con. Giờ thì con hãy ngủ tiếp cho đến sáng đi. Đó không phải là điều mà mình mong đợi sẽ xảy ra. Còn cậu, cậu nghĩ sao hả Chiến?
Ông Bo đang tuân theo đúng phong tục, và nếu người thân khác của cô Router sẽ chăm sóc cô ấy thì... Thì ông Bo sẽ không cưới cô Router sau tất cả những gì ông đã làm cho cô ấy sao? Ông Bo đã quan tâm cô ấy tới như vậy mà. Giang, thức dậy, cô Router chuẩn bị về kìa. Chiến, dậy đi, chúng ta phải đi xem thế nào. Được rồi à, cậu đi trước đi, mình theo liền. Cô Ruta, mọi chuyện sao rồi ạ? Cô sẽ kết hôn với ông ấy à? Cô vẫn chưa biết nữa. Hãy kiên nhẫn đợi con của mẹ, chờ xem sự việc sẽ thế nào. Ông ấy không ngồi yên đâu, mà sẽ giải quyết ngay hôm nay. Dừng lại đi, ai đã... Nathan, hôm nay anh sẽ phải trông coi các cánh đồng. Ta có một số việc gấp phải vào thành. Dạ ông chủ. Không biết Bo O tập hợp chúng ta có chuyện gì nữa. Ở đây có chuyện gì vậy? Ông Bo O gọi các trưởng lão lại, không biết có chuyện gì nữa. Bà Naomi vừa trở về từ Moab và có rao bán miếng đất của Elimelech chồng bà. Anh là người bà con thân cận nhất, có quyền chuộc sản nghiệp lại, nên tôi báo cho anh. Nếu anh muốn nó, hãy mua lại ngay bây giờ. Tôi sẽ chuộc nó. Không. Bây giờ, nếu anh mua nó từ Naomi, anh cũng phải cưới con dâu của bà ấy là Ruther. Đúng rồi, nếu muốn chuộc lại sản nghiệp thì phải làm như vậy, không còn cách nào khác. Vậy tôi không thể chuộc được, vì lúc này tôi đã có một gia đình của riêng tôi rồi. Xin anh hãy thay tôi chuộc nó. Cũng đúng, anh ta đã có gia đình rồi. Khó xử thật. Hôm nay các ông làm chứng rằng tôi mua từ tay Naomi mọi tài sản của chồng bà, và cũng đồng ý lấy Ruther người Moab làm vợ của tôi. Có chuyện gì vậy? Các cháu yêu, đó là tiệc cưới của Ruther. Wow! Những người này là ai vậy ạ? Họ là những người làm công, dân trong thành và bạn bè yêu mến Bo O vì sự trung tín và lòng tốt của ông. Họ đến chung vui cùng ông trong buổi tiệc cưới này như một đại gia đình. Mình rất thích kết thúc có hậu. Ừ.
Cậu nghĩ xem, nếu như cô Router không đi theo chăm sóc bà Naomi thì cô ấy sẽ không bao giờ gặp được ông Bo-o và sẽ bỏ lỡ tất cả điều này. Mình có cảm giác là cuối tuần này cậu sẽ không đi cắm trại với gia đình của mình đúng không Chiến? Phải, mình không đi đâu. Gizmo và mình sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ. Đưa bà đi đâu? Cháu đừng có đem bà ra làm trò gì đó nhà tủ lạnh. Chúng ta sắp đến rồi, cuối cùng cũng xong. Hoàng Chiến, tủ lạnh của cháu đang cố bắt cóc bà. Không, sao đấy? Coi chừng cái tay của cháu đó. Đến rồi, bà an bình. Bà có thể mở mắt ra rồi ạ. Ôi cháu. Bà có thích không ạ? Cháu đã chuẩn bị cho bà sao? Gizmo và cháu nghĩ gia đình mình nên tổ chức kỳ nghỉ hè cùng với nhau. Và Giz còn tải xuống một số bản nhạc xưa mà bà thích nữa. Thì ra cháu không phải là tủ lạnh. Cháu là một máy hát tự động biết làm kem tuyết. Bà ơi, mình cùng ăn thôi. Như vậy, Bo-o cưới Router làm vợ. Khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-hô-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai, và họ đặt tên đứa bé là Obed. Obed là cha của Jesse và ông nội của David, vua của Israel. Trời xa.
giữa muôn thương.